Ê, ê, thấy chưa, tôi nói rồi mà. Biết trước được cái tương lai thì cũng có lợi nhiều cho cuộc sống chị hả? À, lợi đâu thì tôi không thấy. Mà tôi thấy mấy chục năm nay tôi sống của mình ơn tôi à. Nghĩ đến thôi là biết là anh và tôi sẽ không thể nào quen được nhau rồi. Nhưng mà tôi có một chút hứng thú. Mình quen nhau đi. Đón xem tập 15 Ngôi Sao Khoai Tây, phát sóng vào lúc 19:55 ngày 23 tháng 8 năm 2018 trên kênh HTV7.